Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục trong một video nữa, Văn Lộc Sound Lab, phòng thí nghiệm âm thanh Văn Lộc xin trân trọng giới thiệu toàn thể các bác các sản phẩm nhập khẩu chính hãng đến thương hiệu là CB Audio, GM Sound và QT Acoustic. Trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu toàn thể các bác những sản phẩm như sau. Đầu tiên là cái vang số đến từ thương hiệu là CB Audio, tiếp theo là QT NV1000. Ok, thì bây giờ anh em cho em xin mở hộp ra để quay giới thiệu cho toàn thể các bác xem nhé. Đây là cái vang số CB Audio, con máy có mã là NC510 và bên cạnh đây là QT Acoustic SV1000. Đấy, đây là những sản phẩm nhập khẩu chính hãng các bác nhé. Đấy, đây là dây nguồn này, dây kết nối máy tính này, pin này, điều khiển này, và đây là cái mặt form của sản phẩm chính hôm nay, NC510, vang số dựa trên nền tảng của dòng họ nhà X, chúng ta hay gọi là vang số đời X5. Và đây là một biến thể của vang số dòng họ nhà X, nó tựa như dòng X8 nhưng mà phiên bản phần mềm viết mã riêng. Thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng xem đây. Đây là cái vang số này. Ok, đây là vang số này các bác nhé, em để tạm lên đây. Con này là NC510 và đây nữa, con này là SV1100, đều là hàng nhập khẩu chính hãng. Đấy, những sản phẩm nhập khẩu chính hãng mới cứng, nguyên đăng nguyên kiện, tập hộp. Đấy các bác nhé. Ok, dọn qua cái này đi, xong bắt đầu bóc đẩy. Về những sản phẩm này thì nó như sau. Đầu tiên là cái con 1100 này là nhà hãng đang có hỗ trợ giá rất tốt cho toàn thể các bác nhé. Giá trước đâu đó nó khoảng tầm hơn 4 triệu một con. Con này đâu đó bây giờ nó khoảng tầm 3,5 triệu đến 3,7 triệu. NC510 là một sản phẩm mới dựa trên nền tảng và cái sự thành công của SV1100. 1100 giống hệt NC510 này, nó sẽ có hai cái tai thò ra. Nhưng mà cái sản phẩm này thì nó đơn giản hơn các bác nhé, nó không có tai thò ra và phần mềm mã miếc của nó thì tương tự như dòng X5 phổ thông. Con trên này ăn riêng một phần mềm khác, con dưới này một phần mềm phổ thông. Và bây giờ em sẽ quay cho các bác xem cái phần bản sau, sau đó là chúng em sẽ giới thiệu cho các bác cục đẩy. Đấy, về mặt sau thì chúng ta có cổng nguồn, công tắc nguồn, có con có quạt, có con không có quạt, có kết nối R232 kết nối giao tiếp vào máy tính, input RCA tiêu chuẩn, output là có mic NR Canter Sub Surround đối với dòng NC510. Còn trên đây là cái con SV1100, nó có NR Canter Sub Surround, có cửa Red Out, input mic B, mic A đằng trước. Đấy. Ok, thì trên đây là cái vang số nha các bác nhé, giới thiệu qua vang số sản phẩm nhập khẩu chính hãng. Và tiếp theo là cục đẩy công suất, em sẽ bóc trước là cái cục ở giữa, sau đó là sẽ hai cục bên cạnh. Đây là cái phụ kiện đi theo, là gồm có là dây nguồn này, hướng dẫn sử dụng này của hai cái vang số, một con là CB, một con là QT. QT thì acoustic, CB thì audio. Đây là một cái sản phẩm mà cục đẩy hàng chính hãng của thương hiệu là GM Sound các bác nhé. GM Sound, con này có mã là G3 Pro hay M3 Pro. Đấy, nhập khẩu chính hãng nên các bác hoàn toàn yên tâm về sản phẩm. Sản phẩm đều được bảo hành tối thiểu là 1 năm. Với những sản phẩm hàng mới, hàng bãi thì bên em bán và sẽ bảo hành cho các bác là 6 tháng. Đây, mới nhập khẩu chính hãng của GM Sound. Đó. Ok, nhìn trông nó rất là đẹp. Vâng, rồi. Đấy. Đó. Đây các bác xem nha, sản phẩm nhập khẩu chính hãng nên là sẽ có bao bì, thùng bìa đóng gói rất là đầy đủ, chuyên nghiệp. Đấy. Ok, đây là cái cục đẩy GM Sound. Rồi bây giờ sẽ bóc tiếp là cái con C800 bên này, và bên cạnh đây là C4800 nha. Để em sẽ nhấc con đẩy. Ui trời, nặng phết.
Em sẽ nhấc tạm đẩy ra đây bày quay cho các bác xem. Đây, Zigma sao? Đó. G3 Pro. Đấy. G3 Pro thì công suất trên tải 8 ohm là 450W trên tải 8 ohm nha các bác nhé. Trên tải 4 ohm thì nó sẽ đâu đó nó khoảng tầm là 650 đến 700W trên 4 ohm. Và khi các bác dồn hai kênh là một ở trên tải 8 ohm thì nó sẽ vào 800W. Các bác dồn hai kênh là một trên tải 4 ohm thì nó sẽ vào khoảng tầm 1000W 1200W. Đấy là về cái con đẩy Zigma sau này. Con này thì nó sẽ đi cùng combo đó là loa Zigma sau HS12. Với cái bộ này thì chúng ta sẽ sử dụng được đa năng. Sẽ sử dụng thêm một con súc nữa thôi là đánh được. Súc thì cũng có Zigma luôn nhá. Vang số thì Zigma hết hàng. Em sẽ hướng các bác sang đi vang số khác, ví dụ là C510 của CB hoặc là QT. Đây phần đằng sau này. Ở phía sau thì chúng ta có các cổng kết nối cơ bản như sau: XLR input output, sensitivity gạt chế độ tín hiệu đầu vào, panel lever cell drive chế độ dồn kênh. Đấy, jack speaker ra loa này. Cầu ra loa, cổng nguồn. HPF. Ví dụ các bác chơi mà không có vang số, các bác gạt cái HPF lên này. 2 feet. Còn các bác có vang số sút rồi thì các bác gạt xuống. Đó. Người đó đi, tức là dòng mặt đất nên là bật. Nó sẽ tiếp mát ra bộ. Còn các bác sờ vào bộ nhiều mà sợ nó tiếp mát thì các bác gạt tắt, sờ thoải mái không giật. Đấy. Ok. Và sau đây thì em xin bế cái này gọn vào đã. Đây nặng phết. Bề một tay, hôm nay tập cơ tay hơi căng. Đấy. Bây giờ sẽ quay cho các bác xem cái cục đẩy CB audio hai kênh có mã là C800. Trên tải 8 ohm là 800W, trên tải 4 ohm là vào gần 1000W. Trên 2 ohm là 1200W gì đấy. Đó. Máy của CB audio thiết kế rất đẹp, sang xịn, cao cấp, chuyên nghiệp, chuyên dùng và phối ghép với những hệ thống karaoke cao cấp, chất lượng. Đấy. Dòng này là mạch đời cao các bác nhé, mạch công nghệ đời mới nên là tiếng rất là hay, trong sạch, sắc nét và cũng vô cùng là chi tiết. Đó, đây sản phẩm đây các bác nhìn trông nó đẹp, chuyên nghiệp. Ok, để sẽ bế này ra là còn nặng. Gồng cơ tay. Đây thì các bác cùng xem nhá. Mặt trước này. Volume này, kênh A, kênh B. Nỗ hút gió, tản nhiệt. Tem của hãng, tem bảo hành của hãng. Chuyên nghiệp, đúng hãng cao cấp vô khác. Nặng phết anh các bác ạ. Biến áp này, không như con kia biến áp cân. Đây mạch của nó đây. Đó, Serino đây. Đó. Hàng mới sao động vết này nhỉ? Này là nhà hãng in nó lỗi. Đấy. Chế độ này, độ nhảy tín hiệu này, input này, output ninh này, output ra loa này. Đấy. Dây nguồn, cổng cắm nguồn. Đấy. Và chiếc 4 kênh, lát nữa nó sẽ bốc nó ra. Thì máy 2 kênh và máy 4 kênh thì đều công suất như nhau. Đấy, các bác nhá. Máy 4 kênh thì nó sẽ khỏe hơn máy 2 kênh. Và máy 2 kênh nó sẽ yếu hơn là cái máy 4 kênh. Em để tạm đây đã. CB Audio C800, sản phẩm nhập khẩu chính hãng đến từ thương hiệu CB. Và đây là cái bao bì đóng gói của hãng này. Nhà hãng thiết kế một cái bao bì đóng gói nhìn trông rất là đẹp, cực kỳ chuyên nghiệp. Professional Audio. Đó. Đây là cái cục đẩy. Chủ đề trong video ngày hôm nay là sẽ giới thiệu cho các bác là cục đẩy công suất và vang số. Thì em sẽ kê đến đây ạ. Quay có hai người nhưng một người bê một người bóc. Đấy. Các bác nhìn máy trông đẹp không? Những sản phẩm chủ chốt đến từ các thương hiệu lớn. Và sắp tới thì em cũng xin các hãng nổi tiếng trên thế giới có demo thì qua cửa hàng em xem và hợp đồng demo nhé.
các hãng lớn ở trên thế giới mà có qua được demo thì tuyệt vời, đó là một sự một niềm vinh hạnh đối với cửa hàng chúng em. Đấy. Em sẽ để tạm mấy cái này lên, để tạm mấy cái sản phẩm này lên nữa để cho các bác xem quay cái gì thì bày cái đấy, nhìn cho nó chuyên nghiệp. Đó. Chúng ta đã có NC510 của CB Audio. Nhìn combo bộ CB nhìn trông đẹp nhỉ. Đó. Ok, bỏ qua đã. Bây giờ còn B đẩy lên đã, đặt lên trên nữa. Ở đây là QT SV1000, con này viết mã riêng nhé. Nó tựa tựa như là X10 bản rút gọn, nhưng nó cũng nay nay một tí X8 bản mở rộng. Đến đây đây. Các bạn đang nhìn thấy những chiếc cục đẩy công suất rất đẹp, rất xịn sò và cũng khá là đắt tiền. Chân nó cũng mút vết đấy các bạn, chân ngoài này nó mút vết. Ok rồi, bây giờ sẽ lên nốt con CB này và quay cho các bác xem tổng bộ này. Đây, tổng bộ cái sản phẩm chúng ta cũng có trong video ngày hôm nay. Và em sẽ có một video riêng nữa để review những cái hàng còn xuất lại của các hãng demo nhé. Dưới cùng là JGM này. Trên là máy 2 kênh của CB Audio C800. Trên cùng là CB Audio C4008. Và hai cái chiếc vang ở trên cùng đó là NC510 của CB Audio và QT Acoustic SV1100. Những sản phẩm hãng đang hỗ trợ demo, giới thiệu sản phẩm. Đấy. Một năm 8 lần di cư này vỗ mồm các bác ạ. Mỗi lần di cư nào thiệt hại bao tiền. Đấy. Trên đây là các bác xem nhé. Đấy. Thì bây giờ em sẽ tạm thời báo giá qua cho các bác nhé. Cái con 4 kênh thì nó rất là đắt tiền, nó trên 7 triệu. Trên 7 triệu. Con C800 kia thì nó cũng khá là đắt tiền, nó hơn 5 triệu. Và cái con JGM mặt sau này, con này rẻ nhất hiện tại là đang có giá là chưa đến 4 triệu, với hai cái băng số NC510 là 2.9 triệu và SV1000 của QT Acoustic trên cùng này thì là vào là 3.5 triệu các bác nhé. Các bác nào quan tâm đến những sản phẩm này thì alo trực tiếp cho em. Văn Lộc Sound Lab, phòng thí nghiệm âm thanh Văn Lộc xin trân trọng giới thiệu demo, giới thiệu toàn thể các bác. Các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng giao lưu trải nghiệm, test thử những hệ thống đầu kê gia đình cao cấp này. Em sẽ hạn chế vào mảng sự kiện và sẽ tập trung vào mảng gia đình chuyên nghiệp để hướng tới những sản phẩm hay nhất, chất lượng nhất để review như giới thiệu toàn thể các bác. Một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.